Trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, tôi thường khuyên chư vị, trình độ và căn tánh của chúng ta muốn thành tựu trong đời này chỉ có một phương pháp, là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tuyệt đối không có phương pháp thứ hai. Thật sự muốn giảng sanh tịnh độ phải tu như thế nào? Đầu tiên là phải để Phật A-di-đà trong tâm. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, trong tâm mình chỉ có Phật A-di-đà. Ngoài Phật A-di-đà ra thì gì cũng không còn. Như vậy là đúng. Tâm chúng ta là tâm Phật, tâm của Phật A-di-đà. Lời nói của mình là lời nói của Phật A-di-đà, hành vi của mình là hành vi của Phật A-di-đà. Chúng ta tâm đồng tâm, nguyện đồng nguyện, hạnh đồng hạnh, làm gì có chuyện không giảng sanh? Chắc chắn được giảng sanh. Căn tánh thấp kém cũng không sao, đến thế giới cực lạc liền được thông minh. Đến thế giới cực lạc, ai giảng kinh thuyết pháp cho quý vị? Là Phật A-di-đà. Chúng ta đến thế giới cực lạc để làm gì? Để cầu học. Một phương hướng, một mục tiêu là thân cận Phật A-di-đà. Một phương hướng là thế giới cực lạc. Phải buông bỏ tất cả những thứ tạp nham thuộc thế giới này. Đừng để trong tâm. Để trong tâm chính là chướng ngại. Làm được như vậy, đời này nhất định được giảng sanh. Giảng người tu, giảng người đi. Nhưng đối với tất cả chúng sanh ở đây, phải giống như Phật A-di-đà vậy, dùng tâm thanh tịnh đối đãi họ, dùng tâm bình đẳng đối đãi họ, dùng từ bi chân thành đối đãi với họ. Hiện nay chúng ta tâm hành bất thiện, cần tha thứ cho họ, đừng trách họ.